Quý vị, 23 giờ hôm nay, một trong những ứng cử viên cho ngôi vị vô địch World Cup 2022 là Bồ Đào Nha sẽ có trận ra quân đầu tiên tại giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh. Đối thủ của Selecao châu Âu sẽ là Ghana, một đại diện cực kỳ khó chịu đến từ châu Phi. Đoàn quân của huấn luyện viên Fernando Santos liệu đã có những sự chuẩn bị như thế nào để bắt đầu chiến dịch của mình một cách hoàn hảo nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Ronaldo từng gây sốc với bài phỏng vấn chỉ trích Manchester United trên mặt báo. Sau đó tiền đạo người Bồ Đào Nha và đội chủ sân Old Trafford đã đường ai nấy đi để tập trung vào vòng chung kết World Cup 2022. Đêm nay, Ronaldo và các đồng đội ở Bồ Đào Nha sẽ đối đầu với Ghana trong trận ra quân. Mà ánh mắt của người hâm mộ đương nhiên sẽ đối dồn về Ronaldo, xem tiền đạo này sẽ trình diễn như thế nào sau những sự việc liên quan tới Manchester United. Trên thực tế, Ronaldo là người luôn biết cách vượt qua áp lực, thậm chí biến áp lực thành động lực trên sân, nên việc chấm dứt hợp đồng với MU sẽ không gây ảnh hưởng nhiều tới cầu thủ này ở đội tuyển. Nếu để phát biểu một điều về đội hình mà Bồ Đào Nha mang đến Qatar năm nay, thì sẽ là công thủ toàn diện. Đầu tiên là hàng thủ với những PP, Ruben Dias, Joao Cancelo, Diogo Dalot đang là những trụ cột tại câu lạc bộ mà họ thi đấu Hai cánh của Bồ Đào Nha là những cầu thủ trẻ sở hữu khả năng phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công thuộc top đầu châu Âu hiện nay. Với Cancelo, đó là đẳng cấp đã được minh chứng qua nhiều mùa giải. Cầu thủ thuộc biên chế Manchester City có thể chơi được ở cả hai cánh và nếu trong trường hợp bất khả kháng, Cancelo hoàn toàn có thể được đôn lên thi đấu như một tiền vệ cánh khi sở hữu bộ kỹ năng tấn công không thua kém bất cứ một cầu thủ tấn công nào của Bồ Đào Nha. Diogo Dalot lại là một câu chuyện khác khi anh thực sự lột xác kể từ khi Eric Ten Hag được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford. Cùng với sự chắc chắn của Ruben Dias và kinh nghiệm của lão tướng PP, hậu vệ của Bồ Đào Nha được hứa hẹn sẽ là một trong những hàng thủ vững chắc nhất kỳ World Cup năm nay. Hàng tiền vệ Bồ Đào Nha sở hữu rất nhiều chân làm bóng thường thẳng. Bernardo Silva, với sự khéo léo cũng như nền tảng kỹ thuật siêu hạng sẽ là một mối nguy hiểm cho các đối thủ của Bồ Đào Nha với những pha đi bóng từ hai cánh và rẽ vào trong phối hợp với các đồng đội. Một ngòi nổ khác trên hàng tiền vệ của đoàn quân Fernando Santos là Bruno Fernandes. Cựu tiền vệ của Sporting Lisbon vừa có thể đưa ra những đường truyền chết chóc, lại vừa có thể tự mình kết thúc những pha kiến tạo của đồng đội với kỹ năng dứt điểm của mình. Sự sáng tạo từ hai cầu thủ thuộc hai nửa xanh đỏ thành Manchester sẽ là chìa khóa mở ra đường đến khung thành của đội tuyển Ghana vào trận đấu đêm nay. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ ở trên hàng công được dự đoán mang lại cho Bồ Đào Nha nhiều bàn thắng. Joao Felix và Rafael Leao sẽ nhận trách nhiệm khuấy đảo hàng thủ của đối phương, tạo ra những khoảng trống để các tiền đạo có cơ hội dứt điểm. Cả Leo và Felix đều có tốc độ cũng như kỹ thuật cá nhân đủ để làm khó bất kỳ một hàng thủ nào tại kỳ World Cup năm nay và hai cái tên này chắc chắn sẽ nỗ lực hết sức để tạo ra cơ hội cho đỉnh của mũi đình ba trên hàng công của Selecao châu Âu. Cái tên đó không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Dẹp bỏ mọi lùm xùm về phong độ cũng như đời tư của cầu thủ từng đoạt năm quả bóng vàng qua một bên. Ronaldo vẫn là một cái tên cực kỳ đáng sợ nếu có được khoảng trống trước hàng thủ đối phương. Ghana có thể sẽ phải trả giá nếu cho CR7 có quá nhiều không gian chơi bóng trong trận đấu đêm nay. Trong trận thắng Nigeria 4-0 ngay trước thềm World Cup khởi tranh, người hâm mộ phần nào đã nhìn thấy được cách mà Fernando Santos muốn các học trò của mình chơi bóng. Không còn những pha đưa bóng giặt cánh đơn thuần, bộ đầu nha của Santos hiện tại đang chơi một thứ bóng đá trực diện, sẵn sàng đánh vỗ mặt mọi đối thủ. Một trong những mối liên kết có thể tạo ra sự nguy hiểm chính là những tình huống lùi sâu và làm bóng của Charles Al Felix cho Bernardo Silva hay Bruno Fernandes bằng lên dứt điểm. Hai tiền vệ của Bồ Đào Nha lúc này sẽ chơi như hai số chính ảo và sẵn sàng chiếm lấy khoảng trống phía sau hàng phòng ngự. Một lựa chọn khác mà Bồ Đào Nha có thể áp dụng chính là việc để hai hậu vệ biên bó vào trong và thực hiện những pha phối hợp tam giác tại một phần ba cuối sân đối thủ đây cũng là bài đánh quen thuộc của manchester city và manchester united tại giải ngoại hạng anh khi cả dalot và cancelo thường xuyên có những tình huống dâng cao sau đó bó vào trong và tạo lợi thế về mặt quân số cho đội nhà sự đa dạng về mảng miếng tấn công của bộ đào nhà có thể giúp họ có nhiều lựa chọn hơn khi tiếp cận trận đấu một điều đáng để chờ đợi vào trận đấu đêm nay chính là mang thể hiện của siêu sao cristiano ronaldo Mọi vấn đề mà CR7 gặp phải khi chấp nhận thực hiện cuộc phỏng vấn với Pierre Morgan đã được giải quyết xong xuôi khi anh và Manchester United chính thức đoàn tuyệt. Ronaldo giờ đây đã có thể tập trung hoàn toàn 100% vào chuyên môn cùng với đội tuyển Bồ Đào Nha. Thất bại đáng quên của Argentina trước đội thủ bị đánh giá cửa dưới là Ả Rập Xê Út trong mạng ra quân đầu tiên tại World Cup 2022 đã khiến cho nhiều người hâm mộ lo sợ Ronaldo sẽ trượt theo vết xe độ của Messi. Được biết, Bồ Đào Nha và Ghana từng chạm mặt nhau tại bảng G World Cup 2014 tổ chức tại Brazil. Khi ấy, Bồ Đào Nha đã đánh bại Ghana với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, phong độ của cả hai đội tuyển trong thời gian qua đều không được ổn định bởi các tuyển thủ luôn phải thi đấu xen kẽ với các giải vô địch quốc gia. Bồ Đào Nha luôn là đội bóng được đánh giá cao tại các kỳ World Cup. Họ được ví von như Selecao ở châu Âu khi sản sinh ra những nhân tài kiệt xuất cho làng bóng đá thế giới. Tuy nhiên, thành tích tại World Cup lại chưa tương đồng với danh sừng đó. Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha là hạng 3 World Cup năm 1966, vòng chung kết đầu tiên mà họ góp mặt với riêng Ronaldo. World Cup luôn là những ký ức buồn của anh. Họ bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 và dừng bước sớm ở vòng 1-8 World Cup 2010 và World Cup 2018. Bồ Đào Nha vẫn là tập thể rất mạnh. Họ có những cái tên đẳng cấp ở ba tuyến. Ruben Dias được đánh giá là trung vệ xuất sắc nhất ở Premier League với lão tướng PP dày dặn kinh nghiệm với tinh thần chiến đấu. Những Joao Cancelo, Diogo Dalot, Nuno Mendes cung cấp cho huấn luyện viên Fernando Santos những đôi cánh chất lượng nhất. hàng tiền vệ lại là một bầu trời đẳng cấp với Bernardo Silva, Bruno Fernandes, William Carvalho, Ruben Neves đang là trụ cột của các câu lạc bộ chủ quản của họ. Tuyến tiền vệ chính là sức mạnh của Bồ Đào Nha tại kỳ World Cup năm nay. Ở hàng tiền đạo, huấn luyện viên Fernando Santos đem 6 tiền đạo đến Qatar, trong đó Cristiano Ronaldo vẫn là ngôi sao sáng nhất. CR7 đang có cơ hội để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha đầu tiên ghi 5 bàn tại kỳ World Cup liên tiếp vượt qua huyền thoại Eusebio. Dẫu vậy, trong buổi phỏng vấn gần đây nhất, Ronaldo khẳng định, tôi không đuổi theo kỷ lục, kỷ lục đuổi theo chân tôi. Vượt qua Eusebio là điều đặc biệt, nhưng tôi không nghĩ về điều đó. Tôi chỉ nghĩ về việc giành chức vô địch. Các chuyên gia dự đoán đội hình dự kiến của Bồ Đào Nha theo sơ đồ 4-3-3 thủ môn Diogo Costa, cặp trung vệ PP và Ruben Dias. Cánh phải, Cancelo, cánh trái, Mendes, tiền vệ Bruno và Silva. Cavalho, giữa, tiền đạo cánh trái Rafael Leao, cánh phải, Joao Felix, cao nhất là Ronaldo. Ghana trong quá khứ luôn là kẻ ngắn đường khó chịu với bất kỳ ông lớn nào. Tại World Cup 2010, những ngôi sao đen đã làm nên kỳ tích khi tiến đến vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất. Ở thời điểm hiện tại, Ghana không còn vị thế của đội bóng hàng đầu châu lục. Ghana tham gia World Cup 2022 với tư cách đội có thứ hạng thấp nhất trong số 32 đội và tục hạng nhiều nhất trong 4 năm so với bất kỳ đội nào thi đấu tại Qatar. Đó là chưa kể huấn luyện viên Otto Addo cũng vừa nhận chức thuyền trưởng tháng 1 năm nay. Addo chưa từng có kinh nghiệm làm huấn luyện viên trưởng cho một đội bóng lớn trước đây, vì thế không nhiều người dám đặt niềm tin vào Ghana tại kỳ World Cup lần này. So với Bồ Đào Nha, Ghana không sở hữu quá nhiều tên tuổi nổi tiếng. Thay vào đó, họ là một tập thể có nhiều năm thi đấu cùng nhau. Tinh thần đoàn kết và ăn ý giữa các cầu thủ sẽ là thứ vũ khí đáng sợ của những ngôi sao đen. Thomas Partey là niềm hy vọng lớn nhất của người dân Ghana. Ngoài ra, dàn cầu thủ đang chơi bóng tại các câu lạc bộ châu Âu khác như Jordan Ayew, Mohamed Sassilu, Inaki Williams cũng mang đến niềm tin chắc rằng các cầu thủ châu Phi có thể làm nên điều bất ngờ. Các chuyên gia dự đoán đội hình dự kiến của Ghana theo sơ đồ 4-2-3-1. Thủ môn Atizigi, bộ tứ vệ Lamte Amate Riku, Baba. Bộ đôi tiền vệ Patay Abdul Samet. Bộ công Kudus và hai cánh Sulemana, Jordan Ayew. Cao nhất là Williams. Ghana à không phải đối thủ quá khó nhằn. Ba điểm từ trận ra quân sẽ giúp Ronaldo và các đồng đội tạo thuận lợi về mặt tâm lý cho hành trình tại World Cup năm nay. Thế nhưng cũng cần nhớ rằng thầy trò huấn luyện viên Fernando Santos đã không thắng trong ba trận ra quân tại ba kỳ World Cup gần nhất. Cùng chờ xem lần thứ tư này, Bồ Đào Nha có thể phá được cái dấp ấy hay không? còn các bạn các bạn dự đoán thế nào về tỷ số của trận đấu hãy nhanh tay để lại phía dưới phần bình luận cho chúng tôi biết nhé những thông tin mới nhất về world cup sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại